Ôi dồi ôi, quả bóng tiểu đem ra vãi nồi, khủng khiếp vậy. Trời đất ơi, cái gì đây? Kinh 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 anh em ơi. Wow, trời ơi, dã man con ngan, lần đầu tiên nhìn thấy quả ulti khủng khiếp như thế anh em ạ. Cái chay 5 hôm nhưng mình đã có Mega Rayquaza rồi anh em ơi. Hehe, anh em thấy có ngầu loài không? Kinh khủng chưa? Sợi, lực chiến 557.752 luôn anh em nhá. Dã man thật anh em ạ. Đó thôi, mình book phét đấy. Còn thực ra là mình cày chay mấy hôm nhưng mà mình chơi ngu quá anh em ạ. Thế là mình đi mượn luôn một con ác VIP 16 của bạn Cường. Thế là mình đi review luôn cho anh em. Rồi, hiện tại bạn Cường đang ở top 1 server 73 luôn anh em nhá. Lực chiến là gần 2 củ rồi này. 1.966.000. Càng điết đèn đẹp anh em ạ. Để mình xem là dàn Pokemon của bạn ấy có gì hot anh em nhá. Đầu tiên, Mega Rayquaza. Kinh khủng thế nhở. Gắt thật ý, đẹp nhỉ anh em nhở. HP gần 1 triệu luôn này. Tốc độ 12.000. Công vật lý 293.000. Dã man, ui dồi ôi, công đặc biệt 299.000. Nhưng mà con này là đánh cả công đặc biệt và công vật lý à? Hay sao hai cái điểm tấn công này nó cao thế nhở? Thủ vật lý và thủ đặc biệt cũng thế luôn. Kinh thật anh em ạ. Được đấy. Mình cũng, chính ra mình chưa biết kỹ năng con Mega Rayquaza như nào đâu anh em ơi. Phát ra chùm tia mạnh với một tốc độ, chính ra là mình cũng chưa biết quả skill của Mega Ray nó như thế nào đâu anh em ạ. Phát ra chùm tia mạnh tới một mục tiêu kẻ thù, gây ra 50% công vật lý cộng 50% công đặc biệt cộng 7.872 sát thương đặc biệt. Ủa gì vậy? Khó hiểu vậy anh em. Trời ơi, tại sao một con Mega Pokemon mà tấn công nó lại khó hiểu vậy ta? Tăng chỉ số vật lý và công đặc biệt lên 40% và tốc độ thêm 20% trong 2 hiệp. Ảo ma Canada thật đấy anh em ạ. Xem quả skill bay này xem nào. Kỹ năng nhỏ thôi anh em ạ. Bay lượn và triệu hồi một cơn lốc xoáy để tấn công một mục tiêu kẻ thù, gây ra 90% công vật lý cộng 90% công đặc biệt. Ừ đúng thật, con này đánh cả công vật lý và công đặc biệt anh em ạ. Đỉnh nha. Con Mega này được đấy anh em ạ. Ui đẹp chưa kìa. Tí nữa vào xem quả skill như nào anh em nhá. Tiếp theo là một con Pokemon bậc S cộng, Giratina. Chất chơi người rơi chưa? Wow, căng thẳng đấy. Cộng 3 luôn anh em nhá. Xịn nhè. Ui, con này trông có vẻ là ngầu lòi nhở. Ui, nhưng mà chưa lên được Mega em này nhở. Em này mà lên Mega đấy chắc đẹp lắm đấy anh em ạ. Mình thích con Mega Giratina cực luôn nhá. Groudon. Choa. Căng chưa, căng chưa. Nghe nói là bạn đấy sắp chuẩn bị Mega con Groudon này rồi anh em ạ. Con Rodan thủ đặc biệt, ôi dồi ôi, vãi nồi, sao một thủ đặc biệt trâu vậy? 62.000, ủa, như em Mega Rayquaza này nó còn kinh khủng hơn ạ. 72.000, này một mình em Rayquaza chắc nó cân cả team mất thôi. Rồi có em DNC này, có thêm một em Kyore nữa. Vãi nồi, em này đúng kiểu mẹ lêu lêu, bố mày lêu lêu mày luôn đấy, đúng không? Thế luôn á, bây giờ mình thoát ra cho anh em xem lại này. Đấy. Ê luôn ạ. Má cay dã man luôn. Nó bảo là lơ lơ mấy thằng không có Mega Rayquaza đấy. Đỉnh thật sự luôn anh em ơi. Kinh khủng thật. Nhìn em Mega Rayquaza nó ngầu quá anh em ạ. Còn có ba cái bị động này, luồng gió, tăng tất cả đồng minh 10.8% công đặc biệt á. Ồ, căng vậy. Phá hủy diện rộng này, áp dụng cho mục tiêu của Rayquaza 50% trong số vật lý, đặc biệt thấp hơn nó chả hiểu cái quảng què gì luôn anh em ơi. Con này nó còn nhận luôn cả hai lớp nộ khi vào sân luôn ạ. Phát cả trưởng. Kinh nhở, tăng sát thương PVP của bản thân thêm 13.1%. Vãi nồi. Ui ôi, ghê vậy. Con này nội tài bá vậy. Căng đét đèn đẹt anh em ơi. Xịn nhè. Wow. Con này cũng thế luôn này. Mấy cái bị động này giống nhau ấy nhở. Rồi luôn. Để xem em Ho-Oh này xem nào. Em Ho-Oh này thì chưa lên được 7 sao, cho nên là chưa có hai cái bị động cuối. Còn lại mấy em khác thì đều có rồi. Ôi dồi ôi. Ok, bây giờ mình sẽ vào đấu trường và đánh nấm thử xem sức mạnh của nó như thế nào anh em nhá. Đâu rồi. Đầu tiên mình sẽ đánh bạn top 3 trước đi. Rồi. Chiến luận. Thử thách anh em nhá. Múc luôn này. Let's go. Vâng, like. Chiến đấu với cả X xanh anh em nhá. Để xem như thế nào đây. Mình sẽ để tốc độ gọi là X2 đi. Rồi, chiến đấu cho nó ngon lành cành đào. Vâng, Giratina đã sử dụng skill và bây giờ Groudon có một quả cực kỳ là khủng khiếp luôn. Sóng thần động đất các kiểu là núi non kinh khủng quá.
hộ ô thì làm một quả phun lửa cháy xém thì bạn rồi. Và bây giờ thì Rayquaza, ôi dồi ôi, quả ông tiểu Rayquaza vãi nồi, khủng khiếp vậy. Trời đất ơi, cái gì đây? Kinh 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 anh em ơi. Wow, trời ơi, dã man con ngan, lần đầu tiên nhìn thấy quả ulti khủng khiếp như thế anh em ạ. Ui, anh em nhìn thấy quả sát thương là 773.000 á, hay là 7 triệu sát thương nhỉ? 773.000 sát thương thì phải anh em ạ. Vãi nồi, đánh quả gần triệu sát thương luôn kìa. Rồi, Sakalay tục tiệp xem nào. Bên kia team bạn có phản đòn, tuy nhiên là không ăn thua rồi. Đấy, em Rayquaza vào trận phát nó có hai lớp nộ, nộ luôn hai quả liên tiếp thế này thì làm sao chơi đây? Trời ơi, con rồng này nó lộn khắp lên trên trời rồi lại lao xuống cả trái đất này. Rồi, một phát nữa. Ui, vãi nồi. Ui, vãi. Nhưng mình vẫn không nhìn ra là triệu sát thương hay là 100.000 sát thương ta. Tí nữa phải xem cái thống kê xem như thế nào anh em ạ. Wow, bên kia có DNG nhưng mà không ăn thua anh em nhé. Rồi, hộ ô tiếp tục là thiêu đốt. Và DNC thì sử dụng thêm một skill đánh thương. Úi trời ơi, và em Kyurei này. Úi dồi, vãi nồi. Sao nổ 3 phát liên tục này thì sao chơi đây? Trời ơi, em Mega Rayquaza nó mạnh như vậy ư? Wow, dã man con ngan vậy. Rồi, tiếp tục này. Ở đây là, úi dồi, 4 triệu điểm sát thương anh em ạ. Vãi cả trường luôn, không hiểu kiểu gì luôn anh em ơi. Rồi, Giratina tiếp tục là sử dụng quả ulti. Úi dồi ôi, không ngờ là mấy quả ulti đây trông đỉnh thật. Cơ bản là mấy con Pokemon này mình chưa có, thế cho nên là lần đầu tiên chiêm ngưỡng mấy quả ulti dã man luôn anh em ạ. Ok, Raiden này, núi non trồng chất, đây mới là ulti của Raiden này. Uầy, kinh khủng chưa? Wow, hóa Raiden Primer rồi anh em ơi, kinh khủng thế. Tuy nhiên là dính quả ulti đến từ DNC rồi, dính kim cương nó găm thẳng người anh em ạ. Hô ô nào, trời ơi, cầu vòng bay tứ tung luôn này. Phun lửa, đúng rồi, phải chết chưa? Úi dồi, nhưng phải công nhận là con Raiden trâu thật đấy. Mặc dù là đội hình của team bạn đã đi gần hết rồi, thế tuy nhiên là con Raiden nó vẫn còn sống sót được anh em nhá. Thế chứng tỏ là con Raiden nó cũng trâu chứ nhờ anh em nhở. Đỉnh đấy, để xem Rayquaza nộ phát này nữa con Raiden nó có đi không. Đi không, mạnh, đi không. Trời, quá chi là ngầu luôn anh em ơi. Dã xuống, đúng rồi, mạnh. Chết không, chết không. Ui, quay nổi nó vẫn sống anh em ạ. Quay trưởng thật, không cần thiết phải trâu như vậy không. Uầy, Giratina cắt đôi bầu không gian kìa. Ô, hóa Mega luôn này. Ơ, vào trận nó hóa Mega được luôn này anh em. Ảo ma Canada thế nhở? Trời đất, cái gì vậy trời? Kinh khủng vậy. Ui, con Groudon nó vẫn còn khoảng 30% máu, nó lại hồi lên kìa. Hồi lên 50% máu rồi. Dã man con ngan. Trời đất, thôi mình bỏ qua phát nhá. Rồi, bỏ qua đi. Ai, cuối cùng là vẫn chiến thắng. Nhưng phải công nhận là con Groudon bên kia nó cũng trâu anh em ạ. Nhìn quả MVP này, Rayquaza nó cứ gọi là phát trưởng luôn anh em ạ. Kinh thật. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đánh với bạn top 1 này xem nào. Bạn top 1 này thì chơi đội hình gì đây? Tại sao lại thấy có con đít to vậy? Có khi nào là trôn không ta? Ảo ma Canada thật đấy. Để con đít to luôn ạ. Đỉnh thực sự anh em ơi. À đấy là cái avatar thôi anh em ạ. Còn đội hình bên này là cái gì đây? Đội hình của đối thủ chúng ta là có Groudon này, có Red Syndrome này, có Ho-Oh này. À, có con bọ Mega này anh em ơi. Skizzle luôn anh em nhá. Kinh nhờ. Được đấy, mình lại bỏ ra xem hiệu ứng của mấy con bên này xem như thế nào anh em ạ. Rồi, bọ được ulti chưa? Tốc độ của bọ thấp nhờ. Ok, đánh bình thường, chưa mất được ai trong đội hình của bên mình cả. À bây giờ thì, ôi giời, Red Syndrome. Wow, cả ulti của Red Syndrome đấy á. Kinh khủng vậy. Úi sổ ôi. Ai á, cũng gây ra được 1.6 triệu điểm sát thương này. Ui, căng vậy. Ghê nhờ. Căng thẳng đấy anh em ạ. Sổ ôi, kinh không, kinh không. Mỗi lần nhìn quả ulti của Mega Rayquaza này thề luôn, dã man con ngan anh em ạ. Đẹp vãi cả nồi luôn ấy. Sổi ôi, đỉnh 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 đỉnh. 370 ủi lên nó bắt đầu nhảy rồi. 3 triệu, 6 triệu điểm sát thương. Trời đất ơi,
Vãi cả nồi thật. Kinh khủng thế nhở. Rồi, Groudon, làm gì? Núi non hùng vĩ, dâng trào lên. Ồ, Groudon như kiểu là sơn tinh nhỉ anh em nhỉ? Còn Kyore là thủy tinh đấy, đúng không? Hợp lý vãi trưởng luôn. Đấy là một vị thần coi giữ miền núi và một vị thần coi giữ miền biển anh em ạ. Ok, hố ô nào, phun lửa đi, có thiêu đốt không? Kinh khủng phết, nhưng mà sức sát thương gây ra thì hơi ít, có 478.000 thôi. Rồi, tiếp tục là Meganicoza. Mình sẽ bỏ qua cái hiệu ứng này ở turn sau anh em nhé. À khoan, mình chưa được nhìn thấy con bọ bên kia nó Mega như thế nào cả anh em ạ. Không biết là quả tuyệt kỹ của nó sẽ như thế nào anh em ơi. Rồi, mày em ơi. Úi dồi ôi, ulti phát gần như là vỡ trái đất luôn anh em ơi. Ơ, à, bọ bên kia ngỏm rồi. Căng ấy nhở. Quả ulti của em Kyore vãi nồi thật. Ở trong này tất cả những quả ulti đều khủng khiếp luôn anh em ạ. Trông sướng dã man luôn. Nhìn thích cái mắt thực sự anh em ơi. Rồi, hô ô làm cái gì? Không ăn thua rồi. Như vậy là sức sát thương đến từ em Mega Rayquaza là quá khủng khiếp anh em ạ. Chiến cho bên kia gọi là còn cái nịt luôn. Dã man con ngàn. Ok, DNC nào. Rồi, tiếp tục là chiến thắng thôi anh em ơi. Mình sẽ ấn bỏ qua nhá. Ok, mở luôn, được một cái hộp tình bạn anh em ạ. Ơ, vãi nồi, sao lại thất bại thế này? Ảo ma vậy? Có khi nào là hết giờ cho nên là mình không thể nào mà đánh thắng nó? Nó cứ cò quay cù nhảy ấy, cho nên là mình không chiến thắng được à? Ảo ma thật đấy. Rồi, nhưng không sao, điểm lực chiến thì vẫn là top 1 server anh em nhé. Có em Mega Rayquaza cực kỳ là ngầu luôn. Ok, thì một lần nữa cảm ơn bạn Cường đã cho mình mượn ác để review cho anh em một con Mega Rayquaza cực kỳ là xịn sò nhá. Lần đầu tiên chiêm ngưỡng thấy luôn Mega Rayquaza bạc trắng xóa luôn, đỉnh thực sự ạ. Ngoài ra thì bạn đấy còn rất nhiều con Pokemon khác kiểu như là Mewtwo này, Dialga này, đúng là niềm mơ ước của biết bao nhiêu anh em luôn đấy. Ok, thì nếu như anh em nào yêu thích tựa game thần thú đại chiến cũng như là game Pokemon thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Mình sẽ cố gắng ra thêm nhiều video hơn về thể loại game này nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.